Xin giới thiệu với các bạn quán Cao Minh đang sử dụng cái phần mềm của Dân Trí Shop. Quán chuẩn bị khai trương. Quán này nằm ở Trảng Bom nha các bạn. Ở Hồ Này Ba. Địa chỉ là Hồ Này Ba. Vừa set up phần mềm lúc trưa hôm nay và đến chiều là khai trương. Quán sử dụng order bằng điện thoại nha các bạn. Với không gian rộng thế này thì order bằng điện thoại rất là tốt luôn. Cái điều đặc biệt là hướng dẫn lúc trưa thì chiều hôm nay đã khai trương và chiều hôm nay sẽ hoạt động. Quán lắp lên bộ máy của Dân Trí Shop. Đây là phần mềm của Dân Trí Shop đây. Nếu còn phần mềm tính tiền cho quán ăn nhà hàng, hãy liên hệ với tôi qua số hotline 0906 799 838. Đảm bảo sẽ triển khai thành công.